Chiều tối ngày 10 tháng 5, tại khu vực xã Cốc Sang, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vây bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân, sinh năm 1987, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đây là đối tượng gây ra vụ giết người bất thành xảy ra tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 4 vừa qua. Trước đó, do mâu thuẫn trong tình cảm, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay của người yêu cho đến khi nạn nhân gục xuống. Rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã sống sót. Sau khi đâm trọng thương nạn nhân, Lê Văn Luân đã bỏ trốn ở nhiều nơi tại tỉnh Hà Nam, Hà Nội, rồi về thành phố Lào Cai. Hiện công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.